bác Út đem bánh ra cho mình ăn nha. Biết không? Năm này tháng đó, ba bữa nữa tới rồi. Nãy không nói chuyện vậy đó cho bác Chín nghe. Bác Chín kêu nói chuyện không nói chuyện mà giờ lên đây. Giờ lên đây mới chịu nói chuyện. Nói chuyện nữa đi con. Biết nói chuyện già nữa. Không nói là không á. Nói là em khóc. Nói hả? Đợi nói chuyện đi, đợi ngoại qua ha. Nằm đi lúc lắc đi, đợi ngoại qua tới. Đi. Đợi bà ngoại nói chuyện với con. Ngoại mua về chưa qua mà. Bà ngoại mất bà cố bà đó. Con bà ngoại tắm rửa bà cố rồi mới qua mình. Bà ngoại đi dạy nữa chứ bà. Ngoại đi dạy.